thiên tâm cảm hồng thưa ơi, mình đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày, sống gần với mấy người nhập đồng thì mình có bị nhập hay bị dựa không sư phụ? Có chứ, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhập đồng nó có nhiều loại nghe, không phải là dị đoan đâu, nó có khủ quyền hay là ma quỷ, nhưng mà những vị thần hay là tiên đâu là thiệt á, tùy theo nữa nè con, mình phải biết. Nhưng mà cái mà mình đừng có để ai đụng đến thân người của mình, thứ nhất mình không có cho ai lấy móng tay của mình, thứ hai mình không có để ai có tóc của mình, thứ ba mình không có để ai có cái máu của mình, thứ tư mình không có cho ai đồ cũ, quần áo hay là giày gì của mình cho ai, thứ năm không có cho hình, càng không cho ta biết tên càng tốt, tại vì ma quỷ mà họ có những cái đó, họ sẽ thư ám mình được. Và cái quan trọng nhất, đừng có để mấy người đó đụng thân người của mình, bắt tay của ông ấy nữa, chỉ làm vậy thôi. Đó là những cái cấm kỵ nhất để mà tránh bị thư ám bùa ngải. Còn ăn uống là dĩ nhiên rồi, không có ăn tầm bậy, thì mình ăn cái gì mình biết cái đó. Hay nước phải có chai đậy nắp, không có ví dụ mình đừng có để cái ly nước rồi cái mình bỏ đi vô nhà vệ sinh cái mình quay ra, đừng có làm vậy. Nghĩa là mình phải canh đồ ăn nước uống của mình.